Vâng, thưa các bạn, ở video thứ nhất, tôi đã trình bày với các bạn về những kỹ thuật cơ bản ươm ruối. Và đây chính là một phôi ruối sau khi đã được chỉnh sửa theo ý mình. Hôm nay tôi tiếp tục thực hiện dâm lại một phôi ruối nữa và giới thiệu với các bạn một số tác phẩm tôi đã dâm, đã thành cây và chỉ có chờ thời gian để tác phẩm trở thành một cái cây hoàn thiện. Đây là toàn bộ những điểm phá và toàn bộ một cái phôi mới. Các bạn có thể thấy phôi này là toàn bộ không có rễ, không có một chút rễ nào ạ. Sau đây là bằng toàn bộ những cái kiến thức của mình đã được học cũng như là bằng những kinh nghiệm của cá nhân thì tôi sẽ tiến hành là ươm ủ và sẽ từng bước một cùng các bạn trao đổi, chia sẻ để tất cả những cái kiến thức này nó trở thành một kiến thức chung nhất mà ai cũng có thể làm được. Các bạn có thể nhận thấy sơ dừa, cát, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bước tiếp theo, đó là bước thực hành dâm ủ. Đây là sơ dừa và cát. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cố gắng trộn đều sơ dừa và cát. Đây chính là một cái thành phần quan trọng để giúp cho cây tạo rễ và lên rễ. Vậy thì cát với sơ dừa để tạo ra độ ẩm, giữ ẩm cho cây. Thế còn giữ ẩm thì nó có rất nhiều cách. Giữ ẩm không có nghĩa là chúng ta để cho cây thoát nước và cũng không có nghĩa là chúng ta để cho cây đọng nước. Ẩm ở đây chúng ta hiểu đó là cái độ ẩm thích hợp nhất. Có thể để lỗ ở phía dưới để cho thoát ẩm cũng là một cách. Có thể chúng ta không để lỗ nhưng chúng ta điều tiết được lượng nước cũng là một cách. Và điều tiết được lượng nước cũng như là thoát nước thì đấy người ta gọi là giữ ẩm. Nhiều bạn bảo giữ ẩm là phải không có lỗ thoát nước là sai. Và nhiều bạn bảo là giữ ẩm phải có lỗ thoát nước cũng là sai. Vì tất cả đều có thể dẫn đến hiện tượng thừa nước hoặc dẫn đến hiện tượng thiếu nước. Đều ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây. Và nếu như để quá thì cây sẽ chết, tức là không phát triển được thành rễ. Chè đây mình nhá. Các bạn lưu ý đây chính là điểm đạt đầu tiên của phôi. Đâu qua đây uống nước. Như vậy thì để cho phôi được bảo đảm ngay từ phần gốc này, các bạn phải xử lý toàn bộ cát và sơ dừa được chạy đều vào các cái điểm rỗng ở trong thân cây và đặc biệt như điểm này. Đúng không? Điểm này chúng ta thấy đây là một cái điểm mà có cái vết cắt. Đây chính là điểm tạo ra rễ của cây. Vì vậy cho nên bắt buộc chúng ta phải ủ cho kín. Kín ở đây làm gì? Kín ở đây để tạo ra một cái bộ rễ sau này nuôi cây. Đó là toàn bộ. Và ở kể cả mặt đằng sau hay nói mặt khác là tứ diện của cây, chúng ta đều phải thực hiện được cái nhiệm vụ này. Như vậy thì mới là điều kiện tốt nhất giúp cho cây phát triển. Các bạn quan sát bốn mặt, các mặt của cây. Vâng, như vậy là chúng ta đã xử lý xong phần mặt đế của bệ. Vấn đề là điểm chô trên như thế này, tức là toàn bộ phần trên này, chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Mục đích của chúng ta đó chính là giữ được độ ẩm cho cây. Vì vậy, như tôi đã giới thiệu từ video thứ nhất, đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái loại nguyên liệu, đó là sơ dừa. Các bạn có thể thấy sơ dừa. Sơ dừa chúng ta trộn với nước. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức đắp lên thân cây để giữ ẩm cho cây.
Các bạn có thể theo dõi toàn bộ cây đã được bao phủ bởi xơ dừa và nước. Nhiều bạn hỏi, nếu như không có xơ dừa thì chúng ta có thể thay thế bằng mùn cưa được không? Thì cũng xin thưa là các bạn dùng mùn cưa cũng được. Nhưng mùn cưa thì nó sẽ khó thao tác hơn, bởi vì mùn cưa là nó rất nhỏ, vì vậy đắp lên nó hay bị trôi. Thứ hai là nhiều bạn bảo đắp kín có được không? Mà đắp kín cũng được, nhưng tốt nhất là các cái điểm đầu cút. Đây là điểm đầu cút, đây là các điểm đầu cút, đây là các cái điểm đầu cút, đây là các cái điểm đầu cút. Các bạn chừa ra một khoảng, khoảng này chính là khoảng điểm hở để tạo điều kiện cho cây bật mầm nhanh hơn. Tạo điều kiện cho cây bật mầm nhanh hơn. Vì nếu như các bạn đắp kín xơ dừa thì cây vẫn bật mầm và đội xơ dừa để lên, nhưng nó sẽ lâu và nó sẽ khó khăn hơn trong quá trình nảy mầm. Như vậy ở đây, trong quá trình điều kiện như thế này, thời tiết thuận lợi, chúng ta có thể yên tâm để như thế này. Nhưng an toàn hơn, các bạn có thể sử dụng một túi giấy bóng ụp toàn bộ lên thân cây để tạo ra một cái khoảng không gian. Vâng, một túi ni lông các bạn ụp kín như thế này sẽ vừa tạo ra được một khoảng không khí ổn định cho cây và đồng thời giữ được ẩm nước cho cây. Và như vậy, sau khi đã tưới đẫm cho phôi này thì các bạn chờ đợi cây bật mầm. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay, tỷ lệ thành công khẳng định với các bạn là 100%. Mặc dù phôi này các bạn có thể quan sát không có một tí rễ nào. Và hẹn các bạn sau 3 tháng nữa sẽ giới thiệu lại với các bạn sức sống của phôi dưới này. Vâng, thưa các bạn, đây cũng chính là một cái phôi dưới theo đúng các cái bước tuần tự dâm mủ. Và tôi dâm cây dưới này vào đúng thời kỳ lạnh nhất của dịp Tết. Và hiện bây giờ thì các bạn có thể thấy được các cái điểm đầu cút của mầm. Đúng không ạ? Các cái điểm đầu mút của cút đã bắt đầu mọc rất nhiều lá. Và đây cũng là một cây mà tôi bỏ túi ni lông ủ rất sớm. Vì khi thời tiết nóng lên tạo điều kiện cho cây thì ngay lập tức là toàn bộ hệ thống mầm phát triển. Toàn bộ hệ thống mầm phát triển. Đây, các bạn có thể theo dõi các điểm bám đá cũng đã đều vào đây. Các bạn có thể thấy đây, đây là điểm mà tôi sẽ dỡ 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 sơ dừa để các bạn xem này, đúng không ạ? Đó là toàn bộ hệ thống sơ dừa ủ giữ cho cây để tạo điều kiện cho mầm phát triển. Và hiện bây giờ mầm đang phát triển rất mạnh. Tại điểm này các bạn cũng đã nhìn thấy mầm đang bắt đầu tiếp tục xông lên. Toàn bộ hệ thống đằng sau các bạn có thể xem, tôi có thể hoàn toàn bỏ được xơ dừa vì phôi đã phát triển rất khỏe. Đây nha, các bạn có thể nhìn thấy nha. Nào, mời các bạn cùng theo dõi. À, có một điểm rất nhỏ. Đây chính là điểm mầm khi chúng ta đắp xơ dừa dày quá. Điểm mầm đắp xơ dừa dày quá thì rất mất nhiều thời gian điểm mầm này mới xông lên. Nhưng đây cũng chính là một cách để bảo đảm tuyệt đối cho cây. Để bảo đảm tuyệt đối cho cây. Và bên này, về mặt bên này, các bạn cũng có thể nhìn thấy mầm lên rất mạnh. Mầm lên rất mạnh. Đây là phôi dưới thứ hai tôi ươm. Phôi dưới này cao 90 và nặng tầm khoảng 70 kg, cũng dâm vào dịp Tết. Xin mời các bạn cùng tôi kiểm tra lại phôi dưới này. Vâng, đây là toàn bộ khung cảnh của cây dưới.
cũng dâm vào vụ Tết, và đây các bạn có thể kiểm tra đó là toàn bộ các cái hệ thống mầm. Đây là mầm dưới lên, mầm này đã bị chết một lần, tôi dừng lại và toàn bộ những điểm lá mọc ở bên trong ra đợt thứ hai như thế này. Điều này chứng tỏ là rễ của phôi dưới này đã bắt đầu phát triển. Các bạn có thể thấy đây, những điểm mầm lên rất tốt này. Tất cả các đầu cút đều được ủ sơ dừa chừa lại điểm hở để cho mầm lên. Và ở đây cũng đang có một số điểm chưa mọc được. Và đây nó là cái lý do kết cấu của cái mạch phôi này. Tức là điểm này là cái điểm yếu chưa lên được. Và đây các bạn có thể nhìn thấy là điểm thứ nhất của phôi bên cạnh cũng đang tiếp tục nảy mầm. Và đây cũng là một loạt những cái mầm rễ tôi ươm cũng đã lớn rất mạnh, và công thức dâm ủ không có gì khác, đó là cát và sơ dừa với cách là giữ kín, ủ kín, và đến thời điểm chúng ta bỏ ra. Thưa các bạn, đây là toàn bộ những kiến thức của cá nhân về việc ươm ủ ruồi. Rất mong được sự đóng góp của các bạn. Và đây là toàn bộ những kiến thức chia sẻ. Và kể cả kết quả này cũng là những kết quả để chia sẻ được với các bạn về kiến thức kinh nghiệm trồng ruồi, chứ không có mục đích gì khác hay có ý gì khác. Vì vậy, chúng tôi vẫn rất mong được sự đóng góp của các bạn để tất cả những kiến thức chung nhất sẽ trở thành kiến thức cho tất cả những người yêu phôi, trồng phôi và tạo tác phôi được một cây ưng ý như của mình. Còn có rất nhiều các câu hỏi đặt ra, đó là khi nào bỏ được túi ni lông, những đặc điểm về ruồi như thế nào và cần chú ý những điểm gì khi nuôi phôi, thì do cái thời lượng tôi xin phép được trình bày ở một video clip khác. Chân thành cảm ơn các bạn và rất mong sự đóng góp của các bạn làm cho trang cây cảnh Phù Quảng ngày càng lớn mạnh và trở thành kiến thức chung cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ và chia sẻ trang cây cảnh Phù Quảng. Trân trọng cảm ơn các bạn.